Xin chào Hội Thánh. Sau đây tôi sẽ xin đọc bài nhắc về Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Lộc Sơn, California. Kính thưa quý mục sư, kính thưa mục sư Phạm Văn Hùng, nguyên giáo phận trưởng và nghị viên giáo phận Việt Nam Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị mục sư, công tác viên mục sư, quý quan khách và toàn thể công dân Chúa. Buổi sáng hôm nay, Hội Thánh Lộc Sơn cùng nhìn lại 30 năm những chặng đường đã qua. Tôi thay mặt mục sư quản nhiệm đọc qua tiểu sử của Hội Thánh. Thấy Đức Chúa Trời đã ban phước trong quá khứ, hiện tại và tôi tin chắc rằng Ngài sẽ làm tròn công tác của Ngài để cứu người bị hồn về với Chúa cho đến khi Chúa Giêsu hồi lại. Buổi nhóm đầu tiên được tổ chức tại nhà thờ Terre Hill Alliance Church, thành phố San Pablo vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 1993 với số tín hữu là 28 người. Sau 4 tháng trung tín và cầu Chúa, Ban Chấp hành Giáo hội Việt Nam Hoa Kỳ đã chấp thuận việc thành lập Hội Thánh Tin Lành tại San Pablo, California kể từ ngày 3 tháng 3 năm 1994 theo yêu cầu viết ngày 9 tháng 1 năm 1994 của Ban Chấp hành Hội Thánh Ốc Linh và biểu quyết bổ nhiệm mục sư Nguyễn Lĩnh giữ chức vụ quản nhiệm sau thời gian gần 10 năm ông quản nhiệm Hội Thánh Ốc Linh. Trong ý chỉ tốt lành của Chúa, mục sư Nguyễn Lĩnh đã được Chúa đem về ăn hưởng nước Ngài vào ngày 6 tháng 3 năm 1998 tại Đức Quốc. Sau 46 năm hầu việc Chúa và tận tụy mở mang nước Chúa tại Hội Thánh San Pablo, mục sư Nguyễn Thọ Hăng đã được giáo hoạt bổ nhiệm trong chức vụ quản nhiệm Hội Thánh kể từ tháng 5 năm 1998. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài cũng cho truyền đạo Châu Văn Phước đang phục vụ Chúa tại miền Đông Hoa Kỳ được giáo hoạt bổ nhiệm về Hội Thánh San Pablo trong chức vụ phụ tá mục sư quản nhiệm, và bà Nguyễn Lĩnh cũng được giáo hoạt bổ nhiệm trong chức vụ công tác viên mục vụ cho Hội Thánh vào ngày Chủ nhật tháng 4, ngày 4 tháng 4. Ngày 4 tháng 10 năm 1998, kể từ tháng 8 năm 2001, giáo hoạt đã bổ nhiệm mục sư nhiệm chức Châu Văn Phước làm quyền quản nhiệm Hội Thánh. Mục sư Nguyễn Thọ Hăng giữ chức vụ cố vấn và mục sư Nguyễn Lĩnh tiếp tục với chức vụ công tác viên mục vụ. Từ tháng 8 năm 2002 đến nay, mục sư Châu Văn Phước là quản nhiệm Hội Thánh. Kể từ tháng 1 năm 2004, mục sư Nguyễn Thọ Hăng đã chấm dứt chức vụ cố vấn Hội Thánh vì ở xa Hội Thánh và thiếu phương tiện di chuyển, nên bà mục sư Nguyễn Lĩnh được xin nghỉ chức vụ công tác viên mục vụ tại Hội Thánh kể từ tháng 8 năm 2006. Sau hơn 2 năm phục vụ Chúa trong Hội Thánh San Pablo, thầy cô truyền đạo Nguyễn Khắc Phước đã được giáo hoạt chính thức bổ nhiệm chức vụ phụ tá mục sư quản nhiệm và đặc trách lo âm nhạc cho Hội Thánh kể từ năm 2005 đến năm 2010, mục sư xin nghỉ chức vụ phụ tá mở Hội Thánh mới. Điểm sâu của Hội Thánh sau lần kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thánh vào năm 2004, Chúa cho Hội Thánh mỗi ngày càng phát triển về mọi mặt. Thứ nhất, đời sống tâm linh của con cái Chúa lớn lên với tâm lòng ham thích học lời Chúa và mỗi thứ sáu hàng tuần. Thứ hai, ban cầu nguyện phục hưng gồm các vị mục sư và ban chấp hành mục sư với các con cái Chúa kiên trì cầu nguyện mỗi sáng thứ bảy lúc 7 giờ sáng từ 2003 đến 2010. Thứ ba, con cái Chúa vâng theo đại mạng lệnh của Chúa để làm chứng truyền đạo tin lành đưa người về với Chúa. Năm 2007, mục tiêu của Hội Thánh xin Chúa cho 10 người tiếp nhận Chúa. Chúa cho có 30 người tiếp nhận Chúa vào 25% tín vững. Thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2007, Ban Chấp hành Giáo hội Phúc thuận đổi tên Hội Thánh San Pablo thành Hội Thánh Tin Lành Lộc Sơn cho thích nghi với tên gọi địa phương mới. Thứ năm, Hội Thánh tổ chức trại hè phục vụ cho các con cái Chúa hàng năm
Thứ sáu, Hồng Thánh có quỹ tình thương để giúp đỡ tài chánh và cho con cái Chúa thiếu thốn, và trợ giúp một phần cho mua xe cho con cái Chúa để đi thờ phượng Chúa, hào để khích lệ, tương tự an ủi là lá lành đùm lá rách. Thứ bảy, về tài chánh của Hồng Thánh, năm 2000 cho đến năm 2004, hàng năm Hồng Thánh dâng hiến khoảng 34.000 đồng giúp điện nước cho Hậu Thánh Hoa Kỳ, mỗi tháng là 150 đồng. Khi Hậu Thánh di chuyển qua nhà thờ mới tại Richmond, ban chấp hành quyết định dâng hiến cho nhà thờ Community Alliance Church mỗi tháng 600 đô. Tạ ơn Chúa, khi Hậu Thánh được phát triển, con cái Chúa không thích hợp lời Chúa, biết cách dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa. Năm 2007, số dâng hiến lên đến 53.170 đồng 46 xu. Tổng quỹ 8.000, tổng quỹ 8.371 đồng. Năm 2008, tổng quỹ số thu 48.815 đồng 25 xu. Tổng quỹ 2.215 đồng 80 xu. Năm 2009, tổng thu 74.162 đồng, tổng quỹ 40.000 đồng. Thứ 8, ngày 7 tháng 6 năm 2009, Hồng Thánh tổ chức một hội đồng bất thường về việc tạo mãi nhà thờ Chúa lúc 3:45 chiều. Mục sư trong Đức quản nhiệm tuyên bố khai mạc hội đồng trong danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Mục sư Giao Phước quản nhiệm Hậu Thánh Lộc So và anh Đặng Tần Duy, thư ký Hậu Thánh, thông qua điều lệ bầu cử bỏ phiếu 2/3, 66% về nội quy giáo hội Hoa Kỳ. Anh Đặng Tần Duy thuyết trình hình ảnh và dự án mua cơ sở tạo mãi cho nhà Chúa giá 199.000. Hậu Thánh đồng ý 21/27, sau đồng ý, không đồng ý là 5/2/27. Kết quả là 78% trên tiêu chuẩn 66%. Tạ ơn Chúa, chủ nhân của căn building quyết định bán 150.000, đầu 20%, mượn EDF tổng hội 120.000. Mỹ Kim trả xong vòng 20 năm, mỗi tháng trả 800 đô và được chính phủ cho phép làm nơi thờ phượng Chúa chính thức. Thứ chín, năm 2010, mục sư Nguyễn Anh Tài, giáo hoặc trưởng, làm lễ cung hiến thánh đường một cách vinh hiển danh Chúa. Về nhu cầu công việc, Chúa cần nơi nhóm học cho các em thanh thiếu niên sinh hoạt. Thứ 10, xây dựng phòng thông công vào năm 2011, chi phí khoảng 15.000 Mỹ Kim, hiện nay là English Service cho thanh thiếu niên. Thứ 11, năm 2013, Hồng Thánh có nhu cầu cho các em thiếu nhi và nhi đồng. Hồng Thánh gây quỹ xây phòng thiếu nhi hơn 8.000 Mỹ Kim và hoàn tất vào cuối năm 2013. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Thứ 12, năm 2014, mục sư giáo hoặc trưởng Lê Vĩnh Thạch lên giảng bầu linh và kỷ niệm 20 năm thành lập Hồng Thánh, thật đầy ơn và phước hạnh. Thứ 13, năm 2019, Hội Thánh đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 25 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Lộc So. Sau đó, cơn dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp nơi trên nước Mỹ và toàn thế giới bị khủng hoảng. Hội Thánh Lộc So cũng trải qua khó khăn trong sự sinh hoạt thờ phượng và nền tài chính gặp khó khăn, nên còn giáo hoạt không riêng vì Hội Thánh Lộc So, nhưng bởi đức tin Hội Thánh nhờ ơn Chúa vượt qua thử thách và đứng vững cho đến ngày hôm nay. Thứ 14, vào tháng 10 năm 2022, máy nhà thờ Hội Thánh Lộc So bị mưa bão dột nát trong lúc thờ phượng. Máy nhà thờ đã lâu năm không có tiền để thay mới, chúng tôi phải để 9-10 cái thùng khắp nơi nhà thờ để hứng nước mưa trước thờ phượng Chúa. Khi có cơn mưa xuống, dự án sửa máy nhà thờ lên đến 25.000 Mỹ Kim, và ban chấp hành
và hội thánh đồng lòng dâng hiến để sửa máy nhà thờ. Có công ty định giá là 25.000 đô, có công ty định giá là 22.000 đô. Cảm tạ ơn Chúa, công ty GNC Construction đã định giá thay mấy nhà mới chỉ có 17.000 đô và có license chuyên nghiệp và ông chủ dâng lại 1.000 cho hội thánh, còn 16.000 Mỹ Kim. Cảm tạ ơn Chúa, các con Chúa, con cái Chúa và ân nhân xa gần đã rời hội thánh, nhưng hàng năm có gửi tiền đến dâng hiến như ông bà bác sĩ Trung và bác sĩ Nhi, anh chị Nguyễn Châu Long. Chúa cho con dân Chúa dâng hiến đời rộng lên đến 30.000 Mỹ Kim. Thứ 15, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Hội Thánh quyết định phê ốc cơ sở nhà Chúa trước thời hạn là 6 năm. Tạ ơn Chúa, Archer Alliance đã gửi thư chúc mừng Hội Thánh North Shore đã hoàn tất nợ cơ sở nhà Chúa tại đây hơn 45.000 Mỹ Kim. Thật Alleluia, ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hiện nay Hội Thánh sinh hoạt hàng tuần vào tối thứ năm học giáo dục thần học, tối thứ sáu học Kinh Thánh tại nhà thờ và cầu nguyện. Sáng Chủ nhật cầu nguyện hưng từ 9:45 đến 10:15 sáng. Trường Chủ nhật lúc 10:15 đến 11:15 sáng. Thờ phượng và học Kinh Thánh 11:15 đến 1 giờ chiều. Giờ trưa. Các con cái Chúa trong Hội Thánh có lúc đông, có lúc ít, một ít đã rời đi xa qua tiểu bang Pháp làm ăn sinh sống, số thì lập gia đình phải dời về Hội Thánh bên chồng thờ thượng Chúa. Có người lái xe xa từ 30 đến 45 phút, cho nên không tiếp tục thờ thượng Chúa ở nơi này. Có người về hưu hạ phải về gần con cái Chúa cho tiện lợi. Các em thiếu nhi đã lớn và rời xa Hội Thánh để đi học đại học ở xa, sau ra trường nó làm việc thì không còn ở gần Hội Thánh nữa. Cũng có một số lớn tuổi đã từ giã rời Hội Thánh đi về thiên đàng, yên nghỉ bên Chúa ở Rodeo, California, một thành phố nhỏ ít người Việt Nam, cho nên việc phát triển Hội Thánh cũng gặp sự khó khăn. Do vậy, Hội Thánh và quý ông bà anh chị em quyết định ở lại đồng lòng tiếp tục xây dựng Hội Thánh Nọc So cho đến ngày hôm nay. Hội Thánh Tin Lành Nọc So đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng tại đây các đầy tới Chúa ban chấp hành Hội Thánh các tín hữu thật sự cảm nhận sự yêu thương, chăm sóc của Chúa. Nhìn lại 30 năm thấm thoát đã qua, chúng tôi không biết nói gì hơn bằng lời cảm tạ, biết ơn Chúa đã thành lập Hội Thánh của Ngài tại vùng này. Ngài mở thì không ai đóng được, Ngài đóng thì không ai mở được. Và tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ trở lại. Tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời trong lúc thời buổi khó khăn và mà Chúa có đồng làm việc với Hội Thánh Chúa tại đây để hoàn tất khải tượng Chúa giao. Vì Chúa chúng ta là Đấng giàu có, Đấng di dê sắm sẵn thay ban phước và ban thưởng cho chúng ta. Nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài, Chúa dùng những người yếu trở nên mạnh, những người bình thường làm việc phi thường. Tôi cũng đồng thanh như Thánh Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng tôi. Chỉ có ai bằng lòng nhờ sức Chúa, mượn sức Chúa, vì sức Chúa vô hạn, sức chúng ta là giới hạn. Vào năm 2009, lúc Hội Thánh Nọc So dọn đến đây, chỉ có 3 nhà thờ Tin Lành xung quanh. Một nhà thờ người Mỹ Tây Cơ, một nhà thờ người Mỹ Trắng, một nhà thờ Việt Nam. Rồi thời gian trôi qua, quán bar lại cháy. Không phù hợp với Chúa chứ. Một nhà thờ Việt Nam, rồi thời gian trôi qua, quán bar lại cháy, chánh phủ đóng cửa, Chúa mở đường, hiện nay có thêm 3 hội thánh nữa. Một nhà thờ người Mỹ Tây Cơ, Christian Church, một nhà thờ người Mỹ Da Màu và một nhà thờ người Mỹ khác.
Sáng Chủ nhật 6 giờ, 6 giờ thờ ngày tín hữu họ đi thờ phượng Chúa lấn sang đường bên này để đạo. Chúng ta nói vui vui là thành phố Rodeo không phải thể hiện sức mạnh đi đấu bò, mà phải đổi lại là Church City, thành phố của các hội thánh. Chúa ban cho nơi đây hiện nay rất yên tĩnh và tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Mục tiêu của hội thánh năm nay, xin Chúa cho 6 người tin Chúa kể từ đầu năm 2021 đến nay. Chúa đã cho 4 người tiếp nhận Chúa. Năm 2015, con dân Chúa dâng hiến xây một nhà tình nghĩa cho mục sư Nguyễn Thái Bình, 5.000 đô Mỹ Kim, ở quê nhà Việt Nam. Năm 2018, Hội Thánh dâng hiến cho ông bà mục sư Đặng Chính làm giáo sĩ ở Đài Loan 2.000 đô để hỗ trợ cho công việc truyền giáo. Năm 2019, Hội Thánh Ngọc Sơn dâng hiến giúp nhà thờ mới tại Hội Thánh Tin Lành Mỏ Cày, Bến Tre, Việt Nam 10.150 đô để lót sàn nhà, sàn lầu dưới và lầu trên. Alleluia, tạ ơn Chúa. Năm 2020, khi cơn dịch Covid hoàn hành, Hội Thánh Ngọc Sơn đã giúp đỡ từ thiện cho Hội Thánh Mỏ Cày quê mục sư quản nhiệm 150 phần quà tình thương và lá lành đùm lá lách. Hiện nay Hội Thánh có phòng thông tân và phòng thiếu nhi, sửa máy nhà và thuê ốc cơ sở nhà Chúa. Cảm tạ Chúa. Hàng năm Hội Thánh chúng tôi cần nhu cầu tài chính khoảng 5.000 đô Mỹ Kim để chi phí trả tiền bảo hiểm cơ sở và trả tiền thuế cho County. Mong Chúa sẽ giúp trợ cho Hội Thánh chúng tôi qua buổi lễ thờ phượng sáng hôm nay. Với tấm lòng của quý tôi tới Chúa, quý công nhân Chúa và ân nhân của Hội Thánh. Amen. Cuối cùng, thay mặt ban chấp hành Hội Thánh, toàn thể công cái Chúa tại đây, cảm ơn mục sư Phạm Văn Hùng, nghị viên giáo hợp đã đến thăm viếng, khích lệ và giảng dạy làm chủ lễ hôm nay. Cảm ơn quý đầy tớ Chúa, Hội Thánh bạn đã cầu nguyện dâng hiến cho việc xây dựng nhà Chúa tại đây. Cảm ơn các quý vị mục sư truyền nhiệm, ông bà mục sư Nguyễn Thọ Hăng, ông bà mục sư Nguyễn Quách Phước, quý con cái Chúa đã xây dựng Hội Thánh từ năm 1994 tại Terre Haute đến 2006, công dân Chúa từ năm 2007 đến 2024. Hiện nay, toàn thể ban chấp hành và Hội Thánh Chúa đang hầu việc Chúa và xây dựng Hội Thánh Ngọc Sơn hiện nay tích cực hết lòng dâng hiến đời rộng đồng công đồng tác với đầy tớ Chúa xây dựng nhà thờ tại nơi này. Cơ sở nhà Chúa rất khang trang, tốt đẹp. Cảm tạ Chúa được làm việc chung với ban chấp hành và chấp sự của Hội Thánh Ngọc Sơn rất trẻ trung, năng động và hết lòng. Một Hội Thánh quý bà nấu ăn ngon nhất. Cảm ơn Chúa được Ngài đặt để và hầu việc Chúa một cách. Một Hội Thánh đa số là người mồ côi gá bọ. Đức Chúa Trời luôn luôn yêu thương người mồ côi gá bọ. Nơi đây Hội Thánh xem như gia đình của Chúa. Chúa đặt để tình yêu của Ngài vào mỗi tấm lòng của con dân Chúa. Vâng, Hội Thánh thật soi. Nhờ cậy ơn Chúa, nguyện tiếp tục trung tín thờ phượng Chúa và quyết tâm nhờ sức Chúa thực hiện đại mong mình của Chúa trước khi Chúa Giêsu của chúng ta trở lại hầu rao giảng tin lành, đem nhiều linh hồn trở lại tiếp nhận Chúa tại Rô Đeo và vùng phụ cận. Muốn thật thấy lòng. Amen. Xin cảm ơn.